Các bạn hoàn thiện xong 100%, mời camera quay sơ hết toàn bộ chiếc xe giùm anh. Chào các bạn cho mà em đứng review xe Dream á, em đứng nói từ sáng chiều nói hoài còn hoài luôn. Hay vậy các bạn, mà có nhiều người ta cứ nghĩ đơn giản là phớt qua cái xe nào cũng giống xe nào, đâu giống được, không bao giờ giống được. Các bạn biết vì sao? Ví dụ như ở đây, các bạn đang nhìn xa xa, các bạn thấy xe mới, bắt đầu các bạn giật mồng, các bạn nói xe người Tây dọn, bắt đầu lát quay gần gần nó ủa dọn xe cho người ta sao để đầu lòng cũ, sao dọn xe cho người ta cục sẹt cũ. Mà biết sao không? Thay thì nói là không có tâm, để mà thay á nói không tận dụng này đồ cũ cho khách. Rồi khi tận dụng lại đồ cũ của khách sao nó dọn nguyên cái xe để lại món đồ cũ. Trời ơi, tôi nói với mấy bà không sao được với mấy bà luôn. Rồi thì bây giờ vậy nè, đứng xa xa nhìn xa xa thấy cái xe nó mới đúng không, vẫn không phải xe dọn. Bởi vì sao? Rồi em giải thích ha. Giờ ở đây chủ xe chạy vô, chủ xe nói anh Tây làm đồng sườn, cái nó đọc một phanh luôn. Em nói ơi, mày kêu làm đồng sườn mà sao bây giờ mày kéo ra hồi thành tao thấy giống cái xe dọn quá vậy. Ơ đúng, đen vậy đó. Nói vậy thôi, đừng có đọc nữa ông nội đọc vậy ai đâu nhớ. Xong rồi, chốt lại nè, chủ xe bỏ xe đó, chủ xe đi về. Chủ xe nhắn cho em một cái list danh sách là 35 mục cần xử lý. Em quýnh ra giá tiền 35 mục. Xong xuôi hết 100%, chủ xe nói làm đi anh. Không làm mấy, đó là 35 mục đó không có mục làm mấy. Thì tất cả những gì em làm thì bây giờ em sẽ trình báo cho chủ xe biết, chứ không phải là người xem kênh biết đâu nha. Rồi thì bây giờ bắt đầu camera đi vô phần mình đồng sườn. Các bạn thấy phần mình đồng sườn này nè, nó còn lại dấu bấm điện Vinh luôn nha các bạn, rất là đẹp. Xét vô luôn nha bên nha, cái dấu bấm điện Vinh á nó rất quan trọng cho một chiếc xe Dream. Em đang quay rất là đúng 12 giờ trưa luôn, nó hơi khó chịu và ánh sáng các bạn thấy có thể hơi tối nha, nhưng mà các bạn thông cảm cho em. Chứ để mà tới chiều là bây giờ em đang quay là ngày 9 tháng 7 năm 2024 á, nó mường cái là không thể nào mà cứu vãn được. Rồi bắt đầu em vô nè, toàn bộ dây điện sườn đồ là cũ hết, xe cũ, hộp đồ nghề cũ. Các bạn biết sao hộp đồ nghề cũ không? Bởi vì các bạn thấy cái tem thông số không, nó cũ á, nhưng mà cái hộp đồ nghề ở đây là em đem đi phục hồi rồi nè, bình ắc quy cũ. Chỉ có thằng Bảo hồi nãy nó dặn em là chỉ có rờ leader là mới thôi đó, còn IC sạc chốt xi nhan đồ là cũ hết. Rồi cục đề này là cục đề mới, chủ xe dặn thay là em thay kèn mới bình xăng con cũ. Rồi bắt đầu camera quay tổng thể phần đầu lòng. Phần đầu lòng này là không phục hồi nhôm, không phục hồi nhựa, không vệ sinh, không làm gì lại hết toàn bộ. Bình xăng con là đúng bình xăng con theo xe luôn nè các bạn, mã 88B. Rim Thái là 88L nha, nó là sub B, rim nó là 88R. Còn rim Thái là 88L. Đó, nó có sự khác biệt giữa sub B và rim Thái, nhưng mà những cái xe, những cái bình xăng mà đời cao này á, nó là đời xe rim này nó sẽ là 88 hết. Rồi. Bắt đầu camera quay sơ giùm anh cái hộp boe. Tổng thể hộp boe luôn là các bạn thấy cái mục em phục hồi nhôm này đó. Dây ga, dây e, dây thắng, dây km, tất cả là mới hết, đi quăng vòng qua đây luôn. Chủ xe kêu thay mà. Dây xăng, lọc xăng. Đó. Rồi trả về vị trí cũ giùm em. Đây. Bắt đầu camera quay giùm anh từ đây nha. Đi lên. Tiếp tục là gì? Thể hiện phần mình đồng sườn. Xét vô một chút em. Điện thoại lúc nào cũng nè. Đó. Dây điện sườn là cũ nha. Dây điện sườn cũ. Hộp boe cũ. Bộ chế hầu khí cũ. Lọc xăng mới, dây xăng mới. IC cũ nè. Chớp xi nhan cũ của chủ xe luôn. Cao su dàn áo là em có thay. Rồi bắt đầu camera quay giùm anh nè, thì chậm là phần này đi xuống, dây điện sườn này là em vệ sinh sạch sẽ lại ha. Đó, phần này đi xuống
chậm nha pin. Rồi bắt đầu chặt qua bên trái chút xíu nè, để khán giả thấy rõ nhất, tại em đang quay ánh nắng này nữa hơi khó chịu hơn. Và em thấy á, tới thời giờ phút này á, có một số các bạn vẫn sơn sai màu lốc Super, em không biết sao kỳ, sai màu lốc Super 99. Máy này không làm, cũng may mắn sao gác lên nổ này được á. Bởi vì mình không vệ sinh các bạn, nhiều người kỹ người ta đè ra, ta vệ sinh là tiệt cơ. Đó, thì có những người á, người ta muốn em dọn một xe rim Super xong rồi á, không cần làm máy. Người ta hỏi em làm được không, em nói được chứ, giống như xe này nè, là y chang, bao dở luôn. Tại sao em ráp cái xe có chừng 3 ngày 4 ngày là xong, mà làm đồng sườn tuần, sơn xe tuần đó, em ráp 3 ngày xong, xong rồi dao chạy thử dàn chân xét, dao quá dở. Nhưng mà mấy anh lại quay lại, mấy anh nói làm vậy là nó ngon không? Trời ơi, ngon là ngon là sao? Bây giờ là dàn chân ngon, dàn sườn ngon, hay là dàn máy ăn ngon? Nếu mà mấy anh bắt đầu nghe nói vậy, bắt đầu mấy anh lủng củng đi. Mấy anh nói ủa vậy cái máy nó làm sao em? Trời ơi, không kêu em làm máy mà giờ quay lại hỏi em á, là giờ cái máy nó làm sao? Anh đã nói máy xe anh ngon thì em không làm, tiền là của anh, xe là của anh mà. Các bạn tới coi nè, chủ xe làm xong dư tiền luôn. Chủ xe hỏi em á, giờ có lên làm máy không? Em nói ủa vậy sao không lấy tiền ra, bây giờ đã quyết định dứt khoát không làm máy là không làm luôn, thì sao không thay cái này đi? Tới đây nguyên xe mới hết rồi, cổ Mika đồng hồ cũ nứt rạn vậy, quay bên trái quay bên phải, chặt lên chặt xuống luôn 360 độ, chặt lên chặt xuống đó, để thấy cái rạn đó, rạn gom ra qua đây đứng luôn nè Binh nè, cái rạn nè đó, bên đây nữa nè. Thì tới đây còn cái này để mất thẩm mỹ quá. Mà cái đó là gì? Cái đó là cái mặt tiền nhà của mình đó các bạn. Mà nó không phải Super đời 99 này các bạn, sơn màu đen thiệt bá cháy bù chét luôn, ngầu ngầu dễ sợ. Đã vậy chủ xe phối đơn giản, chủ xe phối một cái ba ga mũi màu đen với lại một ba ga giữa màu đen nữa. Thì để ngày mà em xong hoàn thiện đi, em sẽ quay cho các bạn coi ha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Các bạn hoàn thiện xong 100%, mời camera quay sơ hết toàn bộ chiếc xe giùm anh. Bạn thấy long lanh lóng lánh ống thị sương mai không? Đó thì tem thông số là te ai dán rồi bảo. Rồi dán sai đó nha, để giờ nổ anh dán lại. Rồi thì anh em nha, vô á anh em phải nhớ như vậy. Đầu tiên dỗ xe, khi mà các bạn thấy xe vậy đúng không, các bạn thấy rất đẹp, các bạn nghe em nói nữa các bạn mới hú hồn. Bởi sao những cái xe rim em dọn nó rớt tầm là 6 mấy 7 mấy 5 mấy, nhưng mà cái xe này nè như đây thôi là được vậy rồi đó các bạn. Nó cần gì? Tình trạng xe, tình trạng xe các bạn phải đẹp. Cái thứ hai là cần gì? Các bạn phải biết chấp nhận. À có nhiều anh là muốn phải cực kỳ rẻ, nhưng mà cái xe mà ảnh phải cực kỳ đẹp và cái xe ảnh phải cực kỳ ngon. Đầu ra khóa xe ở đâu bên? Thì xin qua đây một chút à. Dạ Super Dream 99. Tại vì có nhiều anh á, ảnh nói em muốn dộ muốn sơn si nhưng mà không làm máy. Ảnh vừa nói không làm máy xong anh chặt cua anh quay qua lại cái, ủa vậy giờ chạy có ngon không? Trời ơi, bây giờ anh muốn dọn, anh muốn sơn si thì em dọn em sơn si với anh, cái tự nhiên anh chặt cua qua lại anh hỏi máy có ngon không? Ủa em đâu có làm, và anh cũng muốn vậy mà, muốn để cho nó rẻ. Ủa muốn cho nó rẻ mà giờ cứ bày ra quá làm chi? Rồi mời các bạn đi vào coi cái bô. Cái xe này là một cái xe em dọn mới, sao là cái xe này y chang vậy nha các bạn. Và tất cả màu sắc ốc ở trên xe này rất đẹp. Bô này là bô đúng bô Goshi đích xéo. Nó sẽ là tiêu nhỏ nè các bạn, tiêu nhỏ xíu như ngón tay út của mình vậy. Rồi bắt đầu quay nguyên cái bô. Nó là hình dáng đi, hình dáng tạm giống bô Dream Thái, nhưng mà nó là Honda Goshi. Đó như ngay chỗ ông Bảo đang quay đó, các bạn thấy là Honda Goshi không? Chứ nó không phải là 2543. Bô Dream Thái mình thì nó là 2543 ha. Rồi có dĩ cổ với đồ đàng hoàng hết. Cần thắng sao Bảo? Cần thắng nè, là em thấy mới nè.
giờ đạp này cũ của xe em xi lại nè, cao su huyết chân em thấy mới nè, ốc nè, ốc là em dọn xe này rẻ tiền nhưng mà ốc ác em dọn cực kỳ chuẩn nha các bạn. Rồi bắt đầu camera giật lên giật xuống rồi để thấy màu ốc, màu rất đẹp, đẹp lắm luôn. Đó, tì không nhớ phải thấy mới. Ốc bẩn đâu bắt em trai. Hơi hào ốc rồi đó. Ốc bẩn số 10. Cái này là bẩn cũ chủ xe đánh bóng xe lại các bạn. Để em quay cái mặt trước cho các bạn coi. Các bạn thấy cái xe này nó có một cái điểm gì đặc biệt không? Nó là full black. Full black là sao, ba ga đen và ba ga mũi này đen luôn. Đó, cái đó là ý tưởng chủ xe các bạn. Thì hai cái ba ga này nó phải ba ga zin thôi. Ba ga zin này nó phải màu này. Đó, bẩn này là bắt đầu quay cái mặt bẩn ở trên xuống đi. Mặt bẩn còn rất là đẹp. Cái bẩn này là bẩn của chủ xe. Em đánh bóng, em xài lại. Mắt mèo không đâu thay đâu phải không Bảo? À, cái này là em bỏ phục hồi nhựa lại cho xe này các bạn, nhìn như mới vậy. Những cái chi tiết nó nhỏ thôi nhưng mà nó nằm mặt tiền rất là đẹp ha. Rồi bắt đầu quay xuống dàn phục, dàn đầm, rồi đổi lại anh Bảo quay mặt tiền luôn. Đó, câm nè các bạn, coi câm nè, câm này là câm đủ chân luôn nha các bạn, siêu đẹp. Đó, còn đúng mà Super 99 á là mặt nạ này nè là mới đúng nè. Bình thường em hay dọn cái mặt nạ nhọn á, là sao em dọn nó cho nó đẹp á, tại em thấy kia đẹp còn cái này thì em không thích. Đó, rồi bắt đầu là đèn, đèn này là cũ nè, xi nhan này là cũ nè, em bỏ phục hồi nhựa này lại nè. Đó, mà là tự nhiên cái nhìn là nó thành nó mới rồi các bạn, thấy không? Đó, cái này cũ nè, cũ nè, cũ nè, mà sau khi mà mình phục hồi mình đánh bóng lại bắt đầu nó tương đối liền. Và mình cũng có góp ý với chủ xe một phần, mình hỏi ủa em giờ tới đây xe em hoàn thiện em để cái Mica đồng hồ nó cũ nhìn nó kỳ vậy, em muốn anh phục hồi Mica lại cho em không, anh thay Mica mới anh phục hồi đồng hồ lại. Nó nói bao nhiêu tiền vậy anh Tây, rồi em báo giá. Sau khi mà em báo giá xong là nó đồng ý liền, là bây giờ bắt đầu nó trả về nó khác hôm bữa liền, thấy không các bạn? Hôm bữa là cái mặt đồng hồ, rồi cái đồng hồ nó cũ, mà trong khi đó là cặp cùm này nó lại mới. Cặp cùm mới mà cái này nó cũ thì nó quá kỳ. Mà cái này là cái mặt tiền của chiếc xe luôn, cái mặt tiền nhà của mình đó các bạn. Thì khi mà mình làm vậy xong á là xe các bạn đẹp lên liền, giật sáng sủa hơn liền. Rồi, ở đây form yên này là em lợp lại dựa trên cái mẫu yên zin. Và xe em dọn á, đúng nghĩa là nó mới là nó phải mới bên trong lẫn bên ngoài. Đó, ở trong luôn nè, mấy cái này là đồ cũ cũng phục hồi em giữ lại chủ xe luôn các bạn. Chìa khóa cũ người ta em trả, chìa khóa cũ người ta xài hai chìa, ở trước một chìa, ở sau một chìa, giờ em gom lại trước sau đều sử dụng được một chìa luôn, không cần phải xài hai chìa như chủ xe nữa. Đó, yên là nguyên cái yên cũ em phục hồi lại, phục sau chủ xe yêu cầu em thay mới rồi. Đó, quay phục sau quay đen cái đúng rồi đó. Còn cái tem này là các bạn dán được can, bạn dán sai nha các bạn. Đúng luôn, cái tem nằm này nó phải nằm ở trên đây nó mới đúng, chứ không có được nằm ở đây đâu. Super 99 là hai tem nó ngang nhau, chỉ có rim thái mới là chỉ có quay thái mới là cái trên cái dưới vậy thôi. Đó nè, cao su huyết chân sau là xài lại cũ người ta nè, phục hồi lại nè. Rồi bắt đầu camera chạy cho anh gấp cạc te lên nắp lóc, lên còn số ơi. Các bạn thấy một cái xe em dọn rẻ tiền mà nó đẹp không? Cái đó là nhờ công nghệ 2024 đó các bạn, phục hồi nhôm, phục hồi nhựa nhám, rồi tất cả mọi thứ nó cho ra một cái tác phẩm mà kêu là chỉnh chu, hoàn thiện cực kỳ. Long lanh ha, ngon bổ rẻ, quá đẹp, máy móc không đụng tới. Chứ bây giờ các bạn mà bày ra là thua. Nè các bạn coi xe em dọn để tiền nè, mà cái mặt nạ trước nè, thấy không? Ôm không? Nó bẩn á, cái viền này nè. Nhiều anh hay kiếm em sửa này lắm nha, trời ơi, mình nói với bạn sửa không nổi đâu. Nó là liên đới á, giữ làm đồng xương nè, giữ cái bẩn nè. Và cái cách mà cái người ta rà bẩn á, nó kéo theo nhiều lắm. Rồi, vậy là xong 100%, tiến hành giao xe cho chủ xe. Cảm ơn các bạn nhiều.